Em xin trân trọng kính chào quý khán giả và các cô chú bác thân mến, cũng như các bạn thân mến. Xin chào Bình Nguyễn Hoàng Sơ, chị Hới Trần, chị Loan Phương, cô Hạnh Phúc và vân 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 vân. Em nhớ được đến ai thì em chào đến đó, các bạn thông cảm nha. Hôm nay là ngày 30 tháng 6 năm 2023 rồi các bạn. Hôm nay là ngày thứ 6 nữa, là 30 tháng 6 nữa. Ngày bên Việt Nam xem cái video này đây, tức là ngày 1 tây tháng 7 rồi. Coi như chúng ta bye bye tháng 6, đúng không? Hè đã đến rồi. Việt Nam thì đang nắng gắt. Bên đây thì hôm nay và bắt đầu vào ngày đầu tiên sẽ bắt đầu vừa bước vào nóng này các bạn. Sẽ rất là nóng. Những người chuyên gia về thời tiết họ đã cảnh báo rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên sẽ bước vào rất là nóng. Hôm nay sẽ có vài cái thông tin em muốn chia sẻ cho các bạn biết và cũng rất là thú vị. Thú vị là như thế nào? Thú vị tức là có một cái câu chuyện có thật, không phải là câu chuyện đó mà là của ngoài đời thật luôn các bạn. Có một người ca sĩ rất là nổi tiếng. Thì nói tới tên thì ai cũng biết tới tên tuổi của anh cả. Anh đã từng kết hôn và đã từng có con cái, có ba người con trai. Và sau khi ly dị thì bây giờ anh cưới thêm một người vợ khác nữa, anh lại có thêm một đứa bé trai nữa, tức là tổng cộng có bốn người con trai. Thì cái câu chuyện nó hay cái chỗ này, đó chính là người vợ mới và người vợ cũ gặp nhau nói chuyện vui vẻ bình thường, chụp ảnh khoe với nhau trong cái ngày sinh nhật của con trai Kenzi. Em nói tới Kenzi chắc các bạn cũng biết là ba người con của Bằng Kiều và Gigi Phương Trinh, đúng không? Chị Gigi Phương Trinh đang hiện tại đang ở Việt Nam cùng với ba đứa con. Thì em thấy cái chia sẻ cái câu chuyện này nó rất là hay ho, cho chia sẻ cho các bạn để các bạn có thể mà những trong tương lai lỡ như mình có ly dị với vợ mình hay gì đó, hai vợ chồng có ly dị với nhau nhưng vẫn hòa đồng, vẫn kiểu như mà văn minh và gặp gỡ nhau như người bạn đời bình thường vậy thôi, không có ghen tuông, không có gì cả, vẫn bình thường. Đó mới là cái cách đối xử của người văn minh hiện nay. Chứ không phải như có nhiều đôi vợ chồng họ ly dị rồi, cái xong rồi anh đi đường anh, tôi đi đường đôi nha, tôi không muốn gặp anh, tôi cũng không muốn gặp cái người mới của anh, hay tôi không muốn gặp cái người mới của em, chẳng hạn như vậy. Nhưng cái này khá là đặc biệt, khá là đối xử rất là văn minh. Đó chính là Gigi Phương Trinh và Bằng Kiều, cũng như người vợ mới của Bằng Kiều. Em không biết là anh Bằng Kiều có khoe, có cho lộ diện người vợ trẻ chung của anh Bằng Kiều chưa, nhưng mà người con đã xuất hiện trên mạng rồi, còn người vợ xuất hiện chưa không biết. Nhưng hôm nay em mới phát hiện lên, lần đầu tiên đã được công khai, nhưng mà chưa có công khai trên Facebook của anh Bằng Kiều nha, mà là công khai trên Facebook của Gigi Phương Trinh. Thì bây giờ em sẽ chia sẻ cho các bạn biết, các bạn có ai đã biết qua người này chưa nha. Thì để em coi còn đăng ở trên Facebook hay không, hay là lấy hình xuống rồi nha, để em xem thử nhé, để coi còn hay là đã lấy. Hôm nay là 30 tháng 6 khi viết status. Ok, Kiển còn đăng tấm hình vợ cũ và vợ mới Bằng Kiều đã gặp nhau. Thì Gigi Phương Trinh, chị Gigi đã ở Việt Nam cùng với ba người con và thêm một người nữa. Thì bây giờ có một cái hình ảnh này đang muốn chia sẻ cho các bạn, từ vì đã đăng lên trên Facebook, tức là công khai rồi. Đã công khai rồi, đã đăng lên rồi, cho nên muốn chia sẻ cái niềm nho nhỏ này cho đến fan của anh Bằng Kiều biết rằng vợ của mớ của anh nhìn như thế nào nha. Thì bốn anh em đã gặp được mặt nhau và hai bà mẹ cũng đã gặp nhau. Bentley ở ngoài đẹp trai như trong hình. Mơ Bentley thì sanh ở Việt Nam, thì hiện tại Bentley là con trai sau này của vợ sau của anh Bằng Kiều đó các bạn. Thì đến bên Việt Nam thì bây giờ ba anh em về Việt Nam chơi, thì bây giờ gặp thêm bốn người gặp nhau ngay tại sân bay, cũng như cái ngày đầu tiên sinh nhật của Kenzi luôn. Đây, bây giờ các mình phải biết rồi người đó là ai nha các bạn. Đây, chính là vợ của Bằng Kiều. Ok, bây giờ thì em xin đưa lên cái màn hình cái hình này nha các bạn. Em chụp screenshot xuống em cho các bạn xem cái hình này đây. Thì bên tay trái của
của em đó là các bạn thấy là chị Gigi thì rất là quen mặt rồi phải không? Và bên tay phải là một người phụ nữ rất là trẻ, đó chính là vợ của anh Bằng Kiều. Người này đây không biết tên là gì nhưng mà em nghe nói đâu là tên Linh hay là gì đó. Thì họ đã gặp nhau, rất là nhiều người đã nói rằng quá văn minh đi. Tại vì sao? Tại vì họ coi nhau giống như là một người nhà, người vợ cũ và người vợ mới coi nhau giống như một người trong nhà, cho nên họ mới chịu gặp nhau như vậy đó các bạn. Thí dụ như có một nhiều người họ ích kỷ, họ không bao giờ mà gặp những cái người vợ cũ đó đâu. Bây giờ thí dụ như mình nói tới người đàn ông hay là người đàn bà gì đó đang ở với một người mới, thì cái người mới đó đó không bao giờ mà cho gặp cái người cũ, cho là bồ đi, không có gặp. Và người mới và người cũ không bao giờ mà gặp nhau. Cái này rất là hay và đối xử rất là đẹp, đúng không? Cho nên em thấy cái hay đó là hai người chịu gặp nhau giống như một đôi bạn bè vậy đó. Coi như là anh Bằng Kiều ảnh rất là diễm phúc, đúng không? Ảnh rất là diễm phúc, không phải ai cũng được như vậy đâu. Các bạn coi nhiều phim hay là ngoài đời đi nữa, đa số là không bao giờ mà gặp nhau mà đứng chụp hình chung hay là hay nọ hết các bạn. Thì bây giờ mình khám phá thêm người đó là ai nữa nha. Thì cái người vợ đó là các bạn cũng đã thấy hình rồi, thì bây giờ có một cái tấm hình này sẽ sát hơn nữa, thấy rõ mặt hơn nữa, đó chính là ha, vợ sau của anh Bằng Kiều đây. Các bạn thấy chưa, đây là vợ sau của anh Bằng Kiều đây, rất là đẹp phải không, đẹp gái lắm các bạn. Thì các bạn cũng thấy rồi, họ rất là văn minh, họ gặp nhau chụp hình chung với nhau và xem nhau giống như là một người bạn vậy. Hiếm hoi lắm mới có được cái tình trạng đó. Chắc có lẽ là có nhiều người chưa thấy được cái mặt của anh vợ của anh Bằng Kiều, cho nên sẵn đây em thấy đã lộ lên trên mạng rồi thì em chia sẻ cho các bạn luôn đó. Hai người chồng rất là tình tứ lắm nha các bạn. Thì ngoài cái chuyện đó ra, ngoài cái chuyện mà hai vợ chồng như vậy ra, thì em sẽ chia sẻ cho các bạn một cái thứ khác nữa. Hiện tại bây giờ ở bên Mỹ, nhất là ở Cali này đây, người ta tiêu thụ những cái chai tương ớt rất là nhiều. Tương ớt của Huy Phong, tương ớt con gà đó các bạn. Thì bây giờ cái tương ớt này đây đã đi được đăng lên khắp nơi ở trên báo, người báo Mỹ, và thậm chí đài lớn của Mỹ đó là chính là đài ABC 7, và cũng đăng luôn về cái tương ớt này đang bị thiếu. Và các bạn biết bây giờ không, cái tương ớt này nó thiếu mà nó bán mắc đến nỗi mà không thể nào mà tưởng tượng được luôn, không thể nào tưởng tượng luôn. Đây, chai tương ớt con gà ai cũng biết hết đó, chai tương ớt con gà phải không? Hiện tại bây giờ trên đài Mỹ nha, họ đăng lên rằng là trên mạng hiện tại bây giờ bán một chai tương ớt như vậy đó là hai Linh xin lỗi, là 120 đô đó các bạn. Chai tương ớt này bán 120 đô, chạy ra tiền Việt khoảng đâu 2 triệu mấy một chai tương ớt con gà, đáng để mua hay không? Cái đó thì em không biết, tùy theo người có ghiền hay không. Chứ em ăn cái này cũng thấy không có gì đặc biệt cả. Ăn phở có nó cũng được, không có nó cũng được, không có gì đặc biệt. Mà trong khi đó những cái chai tương ớt khác cũng tương tự như vậy, có mấy đô thôi, nhưng mà không chịu mua, lại đi kiếm mua con gà cho nó mắc. 120 đô. Hiện tại bây giờ trên Amazon bán cũng cả 100 đô một chai. Các bạn thấy chưa? Kinh khủng chưa? Mà không hiểu tại sao bên Mỹ nó lại thiếu ớt như vậy để nó mà cung cấp cho bên đây làm. Nhưng mà lại những cái hãng khác lại có ớt, mà tại sao một cái người này không có mua những cái chỗ khác mà chỉ mua cho một chỗ? Chắc là có cái gì đó đặc biệt, hoặc là các bạn hiểu không? Cho nên bây giờ anh chỉ chia sẻ như vậy đó cho các bạn thấy rằng là cái tương ớt bây giờ nó có giá trị dễ sợ không? Một chai tương ớt này ăn biết bao nhiêu mà nói,
ăn được biết bao nhiêu mà nói các bạn. Tức là cái tiền này không là đi ăn được biết bao nhiêu tô phở, đúng không? À, thì cái đó cái chuyện bên lề thôi, em chia sẻ cho các bạn như vậy. Thì bây giờ mình sẽ trở lại cái chuyện của Hồng Loan, Hồng Phượng và cũng như Hồng Nhung nha các bạn. Thì gần đây nhất có một người đã giả mạo Hồng Loan đó các bạn, giả mạo Hồng Loan. Mà trước khi mình nói về cái sự việc giả mạo đó thì bây giờ mình sẽ coi cái phần của Hồng Phượng nha các bạn. Thì Hồng Phượng mỗi ngày đều đăng một cái tấm hình vui vẻ, tươi cười nhưng mà không có cho bình luận, chặn bình luận, chỉ cho bạn bè, chế độ bạn bè mình mới bình luận được thôi. Thì có nhiều cái mớ cái này đây thì đăng cách đây chừng 7 tiếng đó các bạn. Hồng Phượng đăng cách đây 7 tiếng. Thì trên cái status này đây thì Hồng Phượng đã đăng rằng là cầm điện thoại dò để xóa bớt trong mấy ngàn tấm hình mà lại không xóa được bao nhiêu, chẳng biết giữ lại để làm gì, nhưng ký ức mà đâu dễ mà xóa hết. Ý là nói rằng là có những cái kỷ niệm đó các bạn không thể nào xóa được đó. Và có một cô Văn Tiên cũng đã bình luận vào trong Hồng Phượng đó các bạn. Để em coi cái cô này đây có chia sẻ những cái gì mà ấy không. Cũng là buôn bán đồ trên mạng luôn hả? Ok, thì cô Văn Tiên này đây đã có được bình luận vào, nó đúng rồi, ký ức mà nhớ mãi ký ức đẹp, chôn đi ký ức buồn, cất lại ký ức chưa muốn quên, cũng không muốn nhớ, bình an và nối nghiệp nha Hồng Phượng. Rồi Hồng Phượng nói là dạ thời gian này nối nghiệp khó quá, ráng nè, ráng bình an đến với gia đình nhỏ của con. Cái gì đẹp vui vẻ thì lưu, không cần nữa thì đô vô thùng rác. Chúc em nhiều sức khỏe nha bé. Không được xóa nha chưa, để dành 70 tuổi lấy ra xem, tưởng còn tuổi xuân thì rồi sao. Đừng có xóa hình em trong đó nha, để đi có gì in ra chát chuột đồ cũng được. Rồi có một người đưa cái hình của Hồng Phượng và xóa hình, kêu là xóa hình này hả, hình này đó các bạn, không biết có giống hay không, không biết là ai luôn, có đâu mà xóa. Rồi chỉ cần vẫn ghi nhớ lời cầu thì sẽ vượt qua. Để coi clip ghi nhớ lời gì đây nha. Con sẽ vượt qua hết. Cái đó là hai người đang tập tuồng ca đó các bạn. Tâm tối đó có người lấy đồ che nên mớ tối đó, cuối cùng mọi việc cũng phải trở về đúng với vị trí của nó thôi, chớ vải thưa sao che được mắm mắt thánh vững tin nhé cô gái. Tức là bây giờ hai bên vẫn còn đối lập với nhau. Tức là như thế nào? Tức là một bên phe của Hồng Phượng thì vẫn tin là Hồng Loan là sai. Đó. Cho nên có người đây này, chỉ cần Phượng ghi nhớ lời cậu thì sẽ vượt qua được những tăm tối cuộc đời. Xong rồi Phượng trả lời rằng tăm tối đó có người lấy đồ che nên mớ tối đó. Cái tâm mình mà làm sao ai lấy được che? Tự mình che lấy mình thôi chứ ai mà lấy che đâu các bạn. 1 năm rồi đó nha, nhanh ha, check in một kỳ thời ký ức. Em coi có cái gì đặc biệt, nhưng mà Hồng Phượng không có cho bình luận vào trong đây đâu nha các bạn. Chỉ có những người bạn bè thôi, kết bạn với là mới mới là được bình luận, chứ không có bình luận công khai đâu nha các bạn. Thì đó là như vậy.
Thì bây giờ mình sẽ trở lại cái câu chuyện của Hồng Loan nha các bạn. Nghe nói chưa lấy được đồ bạc đạt từ bên Đoàn Thị Điểm ra ngoài được, thiết nghĩ da trắng như chị xài son này chắc hợp để chiều kiếm cho một ship thôi. Hứa Nha Linh à, tức là người có người tặng cho cái coi bộ cũng được, da trắng bôi son gì cũng xinh, tiếc là không tẩy được cái ve cho lại chửi nữa. Có phước đó em. Ok, thì nói chung là block tốn có 3 giây, lập nick mới thì lâu hơn chứ hả? Bọn nick ảo. Có 16 nick nhanh lắm. Chặn cho mấy mấy bạn giảng bớt cơ mặt nha, đó hoài. Tức là Hồng Phượng nói là trong vòng 16 nick làm nhanh lắm hả? Làm sao biết nhanh? Chắc là có thuê người cho nên mới nhanh vậy thôi. Nói chung là cái chuyện đó là chuyện của bên Hồng Phượng. Bây giờ mình trở qua bên cái chuyện của Hồng Loan nha các bạn. Bây giờ mình sẽ trở qua cái câu chuyện của Hồng Loan. Thì cách đây nhiều tiếng, chẳng hạn như là mới đây nhất là khoảng 9 tiếng, Nina Nguyễn là ai đó? Nina Nguyễn có 1 triệu người theo dõi, như vậy là chắc là mua rồi. Tại sao trong đây đó là thấy số lượng rất là ít mà được 1 triệu người theo dõi, chắc có thể là mua. Các bạn biết bây giờ đó là rất là nhiều người đã mua. À, em có thấy một số người hiện nay mua trên YouTube rồi mua trên Facebook nhiều lắm các bạn. Ok, thì cái đó chuyện đó thì mình bỏ qua đi. Mình coi cái này nè. Cách đây khoảng đâu 14 tiếng thì Hồng Loan cũng có đăng trên Facebook của mình nói rằng là cái có một cái Facebook giả nó dùng y hệt như Hồng Loan luôn. Thì cũng hình Vũ Linh ôm và cũng hình Hồng Loan ôm âm ba đó các bạn. Đây nè. Tí nữa cái này nó không có rõ, tí nữa em sẽ cho các bạn coi cái rõ hơn. Thì hiện tại là Hồng Loan chỉ có một cái nick, cái Facebook duy nhất thôi nha các bạn. Và cái Facebook của Hồng Loan hiện tại đó là có khoảng 138.000 người theo dõi. Thì khi đây nè, cái này là cái Facebook của Hồng Loan nha các bạn. Thì khi mà mình bấm vào đó thì mình sẽ thấy 138.000 người theo dõi, đó là Facebook thiệt nha các bạn. Và cái Facebook giả đó thì không biết có đổi tên chưa, nhưng mà bên Mỹ, anh Mỹ cũng đã chia sẻ cái sự việc này. Mọi người ơi, hiện tại Loan chỉ sử dụng đúng một tài khoản Võ Thị Hồng Loan thôi nhé, và không có tài khoản phụ hay ảo, tất cả các tài khoản khác đều là giả mạo. Mọi người có thấy những tài khoản giả mạo nào thì giúp gia đình mình một tay report để tránh những hậu quả về sau nha, mình cảm ơn. Thì họ đã tạo lên những Facebook giả để làm cái gì? Đây nè các bạn, cái này là một cái Facebook giả, để em đưa lên trên màn hình cho các bạn xem nhé. Đây là cái Facebook giả nha các bạn. Thì cái sức giả đã đăng lên những cái gì? Bây giờ mình coi đây. Đây là Võ Thị Hồng Loan đây. Đăng lên cái giả để là ai không giúp được thì giúp em một lượt chia sẻ, để nhiều mạnh thường quân chung tay giúp. 100k, 200k cũng là niềm hy vọng của cháu ạ. À, chi phí cháu còn thiếu 32 triệu nữa thôi ạ. À, 8 tây tháng 7 là cháu mổ, cả nhà đừng vội lướt qua khi chưa chia sẻ cho em nhé. Đó, các bạn thấy chưa? Đây là nhà cái bài, một bài chia sẻ này, nhìn mà tội nghiệp các cụ quá. Nhóm Phật tử cho yêu thích, chắc cái này là trong cái nhóm này là chắc cũng là chia sẻ cái kiểu này là chắc là
có sự quen biết ở trong đó, có sự kết nối trong đó, cho nên mới làm Hồng Loan giả mạo để mà chia sẻ những cái từ thiện này nè các bạn. Ngôi chùa tại địa chỉ Bến Bình Đông. Ngôi chùa này nuôi 149 cụ già và em nhỏ không nhà, không người thân. Đó. Thì cái Facebook giả của Hồng Loan đã dùng cái tên tuổi của Hồng Loan, cái hình của ảnh của Hồng Loan. Cái thứ nhất tạo cho mình một cái số lượng follow. Cái thứ hai là kêu gọi quyên góp từ thiện. Là cái thứ hai. Cái thứ ba là trục lợi, lợi dụng cái danh nghĩa của Diệu Linh để mà trục lợi đó các bạn. Cho nên khi mà các bạn thấy những cái mà giả mạo đó thì các bạn hãy cẩn thận nha. Hiện tại là Hồng Loan không bao giờ mà kêu gọi từ thiện hay là xin xỏ giúp đỡ gì cả. Không có cái vụ đó. Không có vụ đó nha các bạn. Cho nên các bạn hãy cẩn thận khi mà mình quan sát những cái điều gì đó giả mạo. Tại vì có nhiều cô chú bác không có rành về công nghệ, thấy cái hình Hồng Loan hiện lên, theo, mình nghĩ là đây là Hồng Loan thật, mình theo. Thì hiện tại là Hồng Loan thật có khoảng 138.000 người theo dõi. Tức là khi mà các bạn coi những cái phần chia sẻ và bình luận á, trên Facebook của Hồng Loan là không bao giờ chia sẻ kêu gọi hay là chia sẻ những người mà nghèo khổ mà kêu gọi giúp đỡ gì đó các bạn. Cái đó không có, chỉ là giả mạo thôi. Những cái chiêu trò giả mạo này là những kẻ xấu dùng cái tên tuổi để mà tạo lên cái Facebook, tạo lên cái kênh YouTube, tạo lên cái TikTok gì đó, để dùng tên tuổi có cái trend đang được nổi tiếng để tạo lên tên tuổi, và sau đó họ đổi cái tên trong cái Facebook đó hoặc là tên cái gì đó họ muốn chiếm luôn. Và cái phần thứ hai là họ sẽ làm bộ kêu gọi từ thiện để mà trục lợi, họ đưa luôn số tài khoản luôn các bạn. Bây giờ những người mà kêu gọi mà từ thiện trục lợi đó họ rất là tinh vi, họ tinh vi lắm. Họ tinh vi đến nỗi mà họ đã chuẩn bị sẵn, sắp xếp những sẵn cái tên và những số tài khoản để kêu mình, nhắn mình vào Facebook để mình chuyển tiền vào trong đó nữa các bạn. Họ lợi hại lắm. Bây giờ cái gì cũng vậy, khi mà mình thấy được những cái gì mà kêu gọi thì mình phải quan sát cho kỹ đó có phải thật hay không. Và có một số người họ là thật nhưng họ kêu gọi trong cái sự trục lợi của kêu gọi đó nữa các bạn. Ở Mỹ hiện nay xảy ra chuyện đó rất là nhiều, và có rất là nhiều người chuẩn bị ra tòa về những cái chuyện đó đây. Các bạn hãy cẩn thận nha. Thì một lần nữa các bạn hãy nên cẩn thận về cái sự việc mà trục lợi nha các bạn. Cái sự việc trục lợi đó xảy ra rất là nhiều ở trên mạng xã hội hiện nay. Cho nên cái gì cũng vậy, mình cũng phải nên cẩn thận. Phiên tòa thứ hai xử khi nào chị Phúc Thẩm? Cái ngày xử kế tiếp hả? Ngày xử kế tiếp thì chắc có lẽ là chưa có biết rồi. Không biết bên phía của Loan có thông báo hay không, hay người nhà có thông báo hay không ha. Thì hiện tại rất là nhiều người đã phẫn nộ về cái việc mà tài khoản giả đó các bạn. Đến 3-4 giờ sáng đúng không, trưa mẹ nó thì 60 mấy tuổi phải đi làm đến 11 giờ đêm nuôi nó, bà Sáu la nó, giờ nó nói ở áp lực. Em đang tìm coi có một những manh mối những người giả đó là ai không đó đó mà. Ok, thì cái chuyện đó không có tìm được. Thì một lần đó các bạn hãy cẩn thận những người mà giả mạo nha các bạn. Giả mạo bây giờ nó thực sự kinh hoàng lắm. Thì nhắc tới những chuyện giả mạo thì có một cái bài, một người đọc cái bài như thế này là về 310 triệu của Thanh Thanh Tâm đó các bạn. Em không biết cái sự việc đó là có thật hay là không có thật. Thì chưa có tìm được cái bằng chứng là cái lời nói của Thanh Thanh Tâm là đã gỡ về cho Hồng Phượng 310 triệu. Thì cái sự việc trong đây đó là có một người nói lại rằng đó là lúc mà anh Vũ Linh hư cái điện thoại
thì đêm nhờ bên chồng Hồng Phượng đi sửa gì đó, rồi sau đó thì lấy cái số điện thoại gì trong đó đã gọi bên cơ chị Thanh Thanh Tâm để mà lấy tiền. Ủa, vì lúc đó lúc còn sống hả ta? Như vậy thì bây giờ mình nghe cái người này kể cho nó rõ ràng hơn một chút nha các bạn. Thì bây giờ mình nghe xong rồi mình xem thử coi sự việc nó như thế nào nha. Có là có thật sự là như vậy hay không? Bây giờ mình nghe nha. Thưa quý khán giả, vừa qua Này. người tự nhận là cháu của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã tiết lộ lúc sinh thời Thanh Thanh Tâm dù không thể về Việt Nam thăm cậu năm, cũng như khi cậu năm nằm xuống, nữ nghệ sĩ đã không thể về viếng. Tuy nhiên Thanh Thanh Tâm đã nhiều lần gọi À, điện về Việt Nam hỏi thăm. tức là cháu của nghệ sĩ Vũ Linh đã tiết lộ cái chuyện đó. Vì là ai đã tiết lộ ta? Bùm bùm hay là Mỹ? Ý hỗ trợ về mặt tiền bạc. Người nhận là cháu của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cho biết ông Hoàng Hồ Quảng đã từ chối yêu cầu giúp đỡ về mặt tiền bạc của Thanh Thanh Tâm. Tuy nhiên, Hồng Phượng đã tự ý điện thoại cho Thanh Thanh Tâm, Đó, nói dối là cần tiền. Hồng Phượng đã tự ý gọi cho Thanh Thanh Tâm nha các bạn. Phút thang cho cậu Năm và được Thanh Thanh Tâm chuyển về 312 triệu. Tất cả 7 lần khi cô Thanh Thanh Tâm gọi điện thoại cho cậu Linh đều có âm thanh rất là rõ. Tức là 7 lần chuyển về là tổng cộng là 312 triệu, 7 lần luôn, chứ không phải một Âm lần. trong các video của cậu Thành có ghi âm lại. Trong các video mà cậu Thành quay phim tại phòng của cậu Linh này, thì cô Thanh Thanh Tâm còn nói rằng là cô Thanh Thanh Tâm rất là bận việc ở Mỹ, không thể về Việt Nam thăm cậu Linh được. Nên bây giờ cậu Linh có cần cô Thanh Thanh Tâm gửi tiền cho cậu Linh, có tiền cho cậu Linh xoay sở hay không? Cậu Linh mới nói là thôi, cậu Linh cũng còn rất nhiều tiền rồi. Khi nào cậu Linh cần thì cậu Linh sẽ cho cô Thanh Thanh Tâm biết Đó. sau. Và khoảng 3 ngày sau khi cô... Thì chị Thanh Thanh Tâm rất là có tình có nghĩa, nhưng anh Vũ Linh đã từ chối, nhưng mà cô Hồng Phượng này là không có từ chối nha các bạn. Điện thoại của cô Thanh Thanh Tâm và cậu Linh kết thúc thì cũng là lúc điện thoại cậu Linh bị hư. Thế là cậu Linh mới nhờ chồng của Phượng sửa giúp cho cậu Linh chiếc điện thoại này. Và khi chiếc điện thoại được sửa xong, chồng của Phượng đã gửi cho cậu Linh. Cậu Linh sợ chiếc điện thoại mất số vôn của cô Thanh Thanh Tâm, cậu đã nhờ đến Phượng ghi lại số vôn đó. Phượng đã ghi chép số vôn của cô Thanh Thanh Tâm, một tờ giấy gửi cho cậu Linh và một tờ giấy Phượng giữ lại khi Phượng được chép số điện thoại của cô Thanh Thanh Tâm. Đó, đưa cái số điện thoại Phượng đã chép lại cái số điện thoại của cơ chị Thanh Thanh Tâm. Gọi điện thoại cho cô Thanh Thanh Tâm xin tiền. Phượng nói cậu Linh lúc ban đầu không muốn nhận tiền của cô Thanh Tâm, nhưng chính Phượng đã tự nói là cậu Linh bệnh rất nặng, trong khi đó cậu Linh đang rất khỏe mạnh chứ không bị bệnh như Phượng đã từng nói. Như vậy là lúc mà Phượng đã nói, nếu như mà thật sự cái như câu chuyện này có thật, như là bà cô Hồng Phượng này rất là nham hiểm nha các bạn. Mà cờ thiệt, người đang khỏe mạnh gan dĩ nói là đang vô gia cư mới ghê chứ, sáng sủa nhưng mà vô gia cư, nói trên họp báo đàng hoàng. Thì nếu như mà thật sự mà cô Hồng Phượng này đã gọi Thanh Thanh Tâm để mà nói là mà xin tiền trị bệnh cho thuốc men cho anh Vũ Linh, mà trong khi đó anh Linh đang rất còn khỏe, như vậy là cái người này rất là nham hiểm lắm nha. Cậu Thành livestream và câu chữ được thu âm lại, và cô Thanh Tâm rất thương cậu Linh và giúp cho cậu Linh tổng cộng số tiền là 312 triệu. Sau khi Phượng đọc xong mã số thẻ ngân hàng của Phượng để nhận số tiền này, Phượng nhận xong số tiền 300. Mã số ngân hàng khi mà mình chuyển tiền về Việt Nam từ Mỹ, nó có hai cách. Nó có hai cách. Cách thứ nhất là mình chuyển tiền rồi họ đem tới tận cửa, họ bỏ và họ đưa cho mình tận tay. Cách thứ hai là mình chuyển khoản vô trong cái tài khoản, tức là mình chỉ cần cái số tài khoản của bên bà Phượng này thôi. Mà tại sao mã số ngân hàng là sao ta? 12 triệu. Phượng sợ cậu Linh biết chuyện này, 5 lần 7 lượt mỗi khi cô Thanh Thanh Tâm gọi điện cho cậu Linh là chế Phượng tự vào phòng khóa máy điện thoại của cậu Linh và Phượng lấy điện thoại của chế Phượng gọi trực tiếp cho cô Thanh Tâm. Phượng đã tìm đủ mọi cách ngăn chặn không cho cô Thanh Tâm gọi cho cậu Linh. Sau khi cậu Linh mất, chế Phượng mới hay tin cô Thanh Thanh Tâm từ Mỹ trở về Việt Nam thăm mộ của cậu Linh này. Phượng sợ các anh chị YouTube sẽ quay clip và cô Thanh Tâm sẽ nói số tiền 312 triệu này nên... Lúc mà chị Thanh Tâm có tới mộ, nhưng mà chắc lúc đó chưa có tiết lộ gì hết. Chế Phượng đã cho anh Hiếu Nguyễn và anh Lê Hoàng TV lên chửi khán giả và chửi các anh chị YouTube khi quay clip có cô Thanh Tâm tại ngôi mộ của cậu Linh và khi cô Thanh Tâm qua nhà của cậu Linh. Nhưng may mắn là cô Thanh Như vậy là cái cô Hồng Phượng này cũng bỏ tiền ra nuôi những người YouTube nữa các bạn. Như vậy Hồng Phượng có tiền chứ không phải không có tiền. Theo cái lời nói của cái người này trong đây nè, như vậy là Hồng Phượng có tiền chứ không phải là người vô gia cư đâu các bạn. không nói về số tiền 312 triệu.
Chưa hết, khi cô Phượng Mai qua bên nhà thăm cô Thanh Tâm tại Mỹ, cô Phượng Mai và cô Thanh Tâm ôn lại kỷ niệm xưa khi trò chuyện cùng nhau, kể về những vở diễn của cậu Linh, thì chính cô Thanh Tâm có nói ra số tiền 312 triệu này. Và như vậy là chị Thanh Thanh Tâm này có nói về cái số tiền này trên kênh của cô Phượng Phượng Mai là vợ của ông Trần Nhật Phong. Như vậy có thể là đăng trên kênh Trần Nhật Phong, để em tìm hiểu cái vụ này coi như thế nào nha. Thanh Tâm nói số tiền đó gửi cho Phượng có chữ ký xác nhận của cô Nhung mà quay livestream là của cậu Thành. Sau đó cậu Thành đã... Ủa, gỡ cho Phượng mà có chữ ký xác nhận của Hồng Nhung. Thường thường mình gỡ tiền về đó là cái người nào đứng tên trong cái giấy tờ đó là người đó phải ấy. Nhưng mà lại sao lại chuyển cái mã số rồi sao lại nhận tiền ký tên? Ủa vậy là sao ta? Không biết có tên dịch không nữa. Tại vì khi mà mình bỏ cái mình gỡ tiền về Việt Nam, cái người nào có cái tên trong cái biên lai đó thì người đó mới được nhận tiền, chứ không có nhận ký, không có người khác nhận được. Và nếu như đã gỡ rồi cái đó thì chỉ cần cái tên và số điện thoại thôi, thì không có cần cái mã số ngân hàng gì giống như cái người này nãy nói. Như vậy cái tình hình là như thế nào ta? Bỏ clip này. Đó. Nghe lại khúc này coi. 312 triệu. Chưa hết, khi cô Phượng Mai qua bên nhà thăm cô Thanh Tâm tại Mỹ, cô Phượng Mai và cô Thanh Tâm ôn lại kỷ niệm xưa khi trò chuyện cùng nhau, kể về những vở diễn của cậu Linh, thì chính cô Thanh Tâm có nói ra số tiền 312 triệu này. Và cô Thanh Tâm nói số tiền đó gửi cho Phượng có chữ ký xác nhận của cô Nhung mà quay livestream là của cậu Thành. Sau đó cậu quay livestream là của cậu Thành. Anh đã xóa clip này. Khoan đã, gỡ về cho tên Phượng mà bà Hồng Nhung mới nhận. Cái này nó hơi vô lý một tí xíu các bạn. Cái này là em nói là cộng tâm nha. Tại vì cái số tiền đó, mình gỡ từ Mỹ về đó, bất cứ bao nhiêu tiền cũng vậy, 200 đô, 300 đô. Thì cái người mà để cái tên, cái người mà đem cái cầm cái tiền đô đó đem tới giao đó, thì phải có cái phải giao chúng ngay cái người mà có cái tên trong cái biên lai đó đó, trong cái receipt đó, biên lai đó đó. Thí dụ như em gỡ về cho anh A, anh B không có quyền nhận. Anh A, chỉ có anh A mới được quyền nhận. Và phải có cái người mà gỡ tiền, họ phải coi luôn cái giấy chứng minh nhân dân, coi người đó có phải đúng tên của anh A trong cái giấy tờ hay không nữa, họ mới giao tiền. Đó là đúng cái là đúng cái theo cái hợp lệ mà nhận tiền bên Việt Nam đó các bạn. Còn mình chuyển khoản về Việt Nam thì chỉ cần số tài khoản, cái tên ngân hàng, số tài khoản, tên người trong đó là đủ rồi, là bên đây có thể chuyển về trên đó trực tiếp trong ngân hàng luôn. Còn cái sự việc của cái này, cô này nói là gửi về cho Hồng Phượng mà Hồng Nhung ký tên, thì cái này nó hơi sai sai chút xíu. Thì không biết cái sự thật nó như thế nào, nhưng mà em nghe cái này đó là mình phải phản bác lại. Mình thấy cái này nó hơi sai sai, có cái gì sai sai trong đó. Thì nói chung là ai có thông tin về cái vụ mà 312 triệu này thì hãy cho em biết nha. Khi nào có thời gian em sẽ tìm hiểu trên kênh của anh Trần Nhật Phong. Nhưng mà Trần Nhật Phong nhiều quá, không biết cái khúc nào là khúc của chị Thanh Thanh Tâm đã phỏng vấn. Kênh của cô Phượng Mai cũng vậy, mình muốn má Phượng Mai cũng vậy, không biết cái nào là về cái phần đó. Cho nên thực sự cũng khó. Thì các bạn hãy cho em biết coi cái này có đúng hay không nha. Thì có gì bình luận vào cho em biết. Thì cái sự việc này cũng hơi ngộ ngộ một chút. Thì cái gì cũng vậy, mình khi mà mình xem những tin tức hay là bất cứ cái gì mình có quyền thắc mắc. Mình có quyền thắc mắc, nếu như mà thấy không có hợp tình hợp lý thì mình sẽ thắc mắc. Chẳng hạn như ngày hôm qua có nói là có cái kênh nào đó, nó nói là chị Phi Nhung đem từ Việt Nam về tới Mỹ đi bằng chiếc phi cơ phản lực. Đi chiếc phản lực phải tốn chừng 20 tỷ. Trời đất ơi, các bạn thấy chưa? Làm gì có cái chuyện đó. Phi cơ phản lực bộ không đi vào trong, không cần phải cái giấy nhập cảnh hả? Bất cứ người nào cũng phải cần cái giấy nhập cảnh ở bên Mỹ để đi vào. Có quốc tịch hoặc là thẻ xanh hay là giấy visa gì đó đều phải cần hết, chứ đâu phải đi phi cơ phản lực, chứ tự nhiên bay cái xẹt cái tới thẳng bệnh viện là làm gì có vụ đó các bạn. Cho nên cái gì mà mình nghe trên mạng nói đó là mình phải thắc mắc lại, uồn cái này có đúng hay không ha, cái này có đúng hay không thì mình để xem sao. À, bé nó xuống nè, bây giờ kêu bé ca một bài cho các bạn nghe nha. Alin, vô đây ca cho khán giả nghe một bài đi nè. Where are you? Đó, hôm nay đẹp gái nha. Đây nè, chào các ông bà. Xin chào các ông bà. Hôm nay con tặng cho các ông bà một bài đi nè, con ca bài gì?
Muốn ca bài gì? Tiếng Việt hay tiếng Mỹ? Tiếng Mỹ. Tiếng Mỹ nữa hả? Ca tiếng Việt đi. Các gia đình nhỏ bé được không? Dạ. Ok, gia đình nhỏ bé nha. Một, hai, ba, dục. Mọi người cười bé cho vui ca này. Đời thiên không mẹ lo hứng điên. Con có mong cho chẳng sẽ an bình. Vì thanh xin thoảng một lần yêu dân, một vòng tay lớn ôm con vào lòng. Hành trình to cho con tập đi, vươn nơi mai kia, vươn nơi mẹ người, gần với cha mẹ, một lần về thơ. À ơi, con muốn chào anh, giấc mơ sẽ mang, để lời mẹ run. À ơi, má ơi, chúng ta một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to. Yeah, hay quá. Câu hỏi các bạn ca hay không nè? Các ông bà con ca hay không? Ok, gửi lời bye bye cho các bà đi nè. Bye bye. Không mi gió hả? Ok, đi đi con. Đó, rồi kìa, rồi các có kêu bé tặng cho các bạn một bài tiếng Anh thì có như rất là nhiều người cũng bình luận vào khen bé hát hay. Thì ai bé tặng cho bài tiếng Việt, mà đặc biệt cái nha, bác bé không biết đọc tiếng Việt, không biết chữ tiếng Việt, nhưng lại ca karaoke đúng từng nhịp từng chữ luôn, đúng từng nhịp từng chữ luôn các bạn. Cái đó mới là cái khiếu đó. Thôi em cũng xin chấm dứt cái video tại đây nha. Thì một lần nữa các bạn hãy cẩn thận những cái Facebook giả mạo để mà trục lợi nha. Và ai biết về thông tin về 312 triệu của Thanh Thanh Tâm thì hãy cho em biết để làm chia sẻ đến khán giả. Thôi em xin chấm dứt cái video tại đây. Và chúc các bạn một ngày bên Mỹ, ngày thứ 6 thật là đồng ấm. Và ngày thứ 6 là ngày lãnh lương của mỗi người đi làm. Và ngày bầu chủ thứ 7 ở bên Việt Nam cũng là đầu tháng 7 luôn các bạn. Chúc các bạn đầu tháng thật là an lành và hạnh phúc. Xin chúc các bạn một ngày bên Việt Nam nóng lắm, chắc là một ngày nắng nóng hả, đâu có đâu được, một ngày ấm áp này tràn đầy năng lượng là được rồi ha. Thì em xin chấm dứt cái video tại đây. Nếu có yêu thương em thì hãy tặng cho em một cái đăng ký, nhớ bấm like, bấm share và bình luận cho em biết luôn nha. Em xin hẹn các bạn vào ngày mai. Bye bye.